chào mọi người. Bây giờ cả gia đình đi lên sinh nhật mấy con nha mọi người. Giờ qua chở cô mình để mình review sơ cái vườn cây trước nhà cô mình cho coi nè. Đây nè mọi người coi nè, cái này cái bằng bên Việt Nam cái bằng thọ tây á, mà nhà cô mình á liện sơ vậy, năm nào nó cũng lên hết mọi người, tự nó rụng nó lên luôn, mà lên có cái nhìn đẹp ghê không. Cái bông nào bông nấy bự dễ sợ bự luôn nè, muốn bằng mặn ngón tay của mình luôn nè, thấy không, mà liện đại vậy mà năm rồi á, mà trồng lên mà giờ coi giống như là Đà Lạt gì đó, rất là đẹp luôn nè mọi người. Trồng cái này xuống lắm, nó phúng ra cái tàn rất là đẹp, mà lại thêm làm dễ lắm, năm sau tự nó lên luôn nó. Nếu mà người nào mà muốn trồng mà phanh dùng hàng rào này với hàng rào kia trồng cũng rất là đẹp luôn mọi người, thấy không, thấy mê không. Trời, mình qua đây mình rất là mê luôn, trong năm sau cái hàng rào của mình nó cũng y như trang như vậy nè. Đẹp quá không mọi người, nè coi nè, rất là đẹp luôn nè, thấy không. Ở trước nhà nè, thay vì gắn bỏ đá chỉ để như vậy rất là đẹp luôn. Ok, giờ mình lên xe nha. Đây mọi người, mình đã tới đây ha. Thì trong gia đình thôi, ăn đơn giản. Ê, gia đình thôi, đây là cái nhà hàng này. Giờ hồi xưa có mấy chỗ khác, bây giờ ở trên West nè mọi người. Thì nghe nói hình như mấy chỗ khác nó đóng hết rồi. Năm giờ bắt đây, 5 giờ mà gia đình mình ai cũng đến trễ hết, nói là 5-6 giờ mới đi, tại còn nắng, thấy còn nắng quá đó, nhưng mà không sao, để chờ vô đủ hết. So just straight there? Yeah, just straight there, get in, go. Mạc sọ. Go to Mạc sọ. Masha. Masha. Cực. Nhiều khi giờ đi lại mình đi qua dollar store để mình mua cái đồ đốt chớp lấp lánh như cái nhang mà đốt ra cái tia ánh sáng đó mọi người. Mua mấy hộp gì đang cho đốt lên làm cho vui cho đi coi. Thật sự quà quá chừng rồi, nha ai cũng đem quà đồ lấy hết rồi, mà chỉ có không có đem theo, để nhà hết rồi. Người nào chưa đưa thì chừng mình gia đình mình hôm nay là tất cả mặc đồ trắng giống như bữa đi Calgary vậy đó mọi người. Vợ chồng con cái mặc trắng như quần sọt hết. Mát mẻ tại bên đây mùa hè mọi người, không có lồng lộn quá. Để bây giờ mình yeah. No, this is not this way. Đây là ở dollar store đây mọi người. Mình đi thẳng lại cái chỗ bán đồ chơi đâu. Đi cho ra lẹ. Đây nó bán mấy cái đồ tiệc tùng party. Right here. Yeah, there. 18, so we got two of this one here, this one. This one? Yeah. Short one, Kitty. There is all the short ones? Yeah, two of them would be enough. Just two? Two or three. Chickies, what is $1.50? Okay. Okay. Say mọi người. Oh, sorry, how many is this? 1, 2, 3. Yeah. And this one is. Này mọi người. Cái này mình đốt lên cái nó cháy vậy, nhìn cho nó vui vậy thôi. Có anh đồng 50 cent này mọi người, mình mua 4 cái vậy thôi, 3 cái vậy thôi. Rồi vô mua cái đó cái đi ra liền. Mua đồ này có những cái là không có nên mua chỗ khác, mua đây nó rẻ hơn mọi người. In the later. Mua cái hộp quẹt đi. This is almost finished. Okay. 3 cái đồng 25 đây là đấy. Okay. But they sell at $3.25. Cái này có hình thù này thì nó bán 2 đồng, còn này 3 cái có đồng 25 mua 3 cái. Không thấy người tính tiền đây luôn, tự tính tiền tự đi ra luôn mọi người. Vô đây 6 đồng nè.
Giờ đây cũng camera mình cũng quay lại ngược lại nó. Ok. Đó, tính tiền đây. Thank you. Hello. À. Đây. Grandma. Tháng 12 này mới năm. Bà cứ à. Đây, gia đình không á mọi người, hồi nào cũng gia đình hết mọi người. Bé bông tập. Đó. Đây mâm của mình đây, đây ông ngoại đây. Hello ông ngoại. Ông ngoại mình là Tâm Xì Tâm luôn nha mọi người, nó là nón xám, áo xám luôn nha mọi người. Đó. À, trời ơi ngày nay không hẹn mai cũng mặc màu trắng hết. À, ngày nay không hẹn mai cũng mặc màu trắng hết. Vô mọi người bắt đây. Nè, hai người mặc như hai chị em mà. À, mặc giống như hai chị em mà. Ê ba má ngồi đây đi. Mày là chụp hoạt động ngày má mặc ở lúc nào rồi. Ê mọi người coi nãy giờ lo chụp hình. Ngày nay toàn là mỹ nhân không á nha. Ở trong đây nó là màu chót là cho nên thấy hơi tối. Đó. Trời ơi, ngày nay giúp con dâu ốm không? Trời quá đẹp luôn nè. Chị dâu nè. Đi ra ăn. Chú ra lấy đồ ăn nghe chú. Dạ không, ông nói tới mi xanh á mà tự nó đi bộ đồ này kia, chứ giờ đi nó còn ẩm đồ này kia phiền lắm. Dạ. Đi đi bộ được mà. Không, nó đi mệt chút xíu nó kêu ẩm hết hết trơn à. Cái này bánh bột phải không? Bánh bột. À, cái này là khoai lang, khoai lang á. À. Đây là gia đình mình không á nha mọi người. Không con quay phim. Tí quay phim. Quay phim mà làm dáng này mọi người. Trời ơi, không biết tiếng Anh mà cũng già già nữa kìa. Đây xéo. Dậy sướng ha, đi dậy sướng. Chút nữa về khỏi dọn dẹp nhà cửa mọi người. Ăn vậy xong cái thôi. Đây cũng đủ món hết. Cá hồi cá con cá này không đó. Cá hồi đó ăn đi con, sườn nữa kìa, có sườn nữa má. Còn mấy chị này ăn chay, người đẹp này ăn chay, có sushi đầu đẳng á cô Sáu, có sushi chay đầu đẳng. Gia đình mình không, thực ra còn đáng lẽ ba người nữa mà ba người không có đi. Cho nên cái tôm này nào bữa hổm mình ăn rồi, ăn nghe nó tươi lắm, rất là tươi luôn. Đây đồ ăn ngon ha. Ừ. Ơi ngon đó không? Ừ. Về con hoài nè. Sò nè mọi người. Sò chung mình đây. Sò đầy đủ hết. Con nấu hết á. Ai cũng. Con nấu hết á. Dạ. Sướng ha. Hay ghê. Quá giỏi luôn. Hồi đây.
xưa cái gì cũng biết, bây giờ có chồng mà cái gì cũng biết. Quay người đẹp lấy đồ ăn nè. Quay lén người đẹp lấy là hoa hậu nè. Ngày nay cô dâu lấy đồ ăn. Hai cô dâu. Chị dâu mình ngày nay giống như là không phải đi sinh nhật mấy con nha mọi người, mà giống như đi hấp hôn này, ngày nay là diện y như cô dâu luôn á. Trời ơi. Sáu con trai mình quay về đồ ăn đây cũng ngon lắm mọi người. Nè cá hồi nè. Cái tôm nó tươi lắm em, ăn rất là ngon. Nấm nè cô Sáu, nấm chay nè cô Sáu, rất là ngon nè Sáu. Cái này nè. Nè. Nè Sáu, ăn chay, ăn chay. Ngày nay ăn chay. Đây mấy đứa nhỏ đây là nó thích cái này nè mọi người. Trái cây đầu này kia đứng chấm lên thì nó thích nè. Ok. Ăn ngon nha mọi người. Nè Thảo ơi. Thảo có thích không? Thảo có thích không? Ô nè. Nè. Chị này nhỏ nhất mà cái dĩa chị bự nhất nè mọi người thấy chưa? Đó, ta ăn tôi rành đó không? Gì con nói gì? Cái này là kid seat hả con? Quên vợ luôn nè mọi người. Forgot his wife too. Totally forgot his wife. Quên vợ ở đâu luôn kìa. How's your day? Nè mọi người ăn thấy không? Rau cải. Mua lại chai, mua lại chai. Nè, ngày nay hai anh chị này hấp hôn nè. Như cô dâu mọi người đó. Nên quay cô dâu nhìn lên cái. Ngày nay không hẹn mà mặc đồ tắm, đỡ. Chào quá không ăn hả? Còn không ăn này luôn hả? Ok. Ok, ghê quá hả con? Nó sao kệ? Dạ. Ông. Sao? Happy birthday girl. Happy birthday girl, mấy tuổi rồi? Chị này chị mắc cỡ lắm, 8 tuổi. Hello. Hi princess, ngày nay đẹp dữ à ta. Sao ngày nay đẹp dữ hả? Chút nữa con hát happy birthday nè. Trời ơi con, cái princess của tôi ở đây nữa nè. Hello princess. Con ngon không con? Hả? Hả princess? Chứ không phải là con thóc Christina không? Hello, đây là bàn này toàn là người đẹp không nha mọi người. Nè, đây là người đẹp. Chị mình lỗ mũi giống như sữa thôi mọi người ha. Nhìn lỗ mũi như sữa. Đây, người nào mới trong kênh mình thì mình giới thiệu nha. Đây là chị của mình, đây là cháu, đây là em họ mình, đây là em út đây. Em út này đang rau gã nè mọi người đó. Chị này là đang rau gã chị nè. Đây là cái người bạn rất là thân của ông xã mình ngay từ ngày đầu qua Canada, là ở nhà của cái người này, người Colombia luôn nè mọi người, mà rất là thân giống như hai mẹ con vậy đó. Bàn này là bàn của anh chị lớn. Anh chị lớn ở bàn này. Dạ. Đó lâu rồi đó. Đó mọi người, 3 năm dịch là không có làm birthday đâu này kia. Đúng là 4 năm rồi, và last time là 4 năm rồi đó. Lần đầu tiên là when I moved to the house. Moved to the house and my con birthday right away from that moment to now. Là đúng là 4 năm rồi đó, nhà 4 năm rồi đó mọi người. Đây. Đây. Nè, đây là chị ngoại nè, nó bên Việt Nam kêu bằng chị ngoại đó, chứ không có kêu bằng bà ngoại, kêu bằng bà ngoại là già. Giờ bên Việt Nam kêu bằng chị ngoại với anh ngoại, đó, chị ngoại nè. Cô mình nghe cười lại đây, chỗ này nè, đó, anh ngoại nè, bên Việt Nam kêu bằng U80 nhưng mà bên đây là kêu bằng anh ngoại, đó, đây là anh ngoại.
nè chị ngoại nè, chị ngoại luôn nè đó, chị ngoại anh ngoại luôn nè đó. Đây con mình giờ để ra lấy ăn. Ông không chịu chụp, anh Tiên ông không chịu chụp, để ông mất buồn ngủ. Ngon không kìa? Quá nãy nãy anh đâu có ăn cái kia, đặng thôi để ăn, anh ăn nguyên vẹn. Thảo làm được kìa, Thảo làm nước được thì giỏi lắm không?
lại đã nốt. Con lại đã nốt nè, vô đi nốt nè, đi vô quay mới được. Xong hết rồi, ăn xong hết rồi, bây giờ đi về. Thôi mình ăn xong mà vô mấy thằng đó nó loạn não luôn mọi người ơi. Đi ra hết mà không nào kêu tính tiền hết, không nào kêu trả tiền hết. Trời đất ơi, mình tự động mình đi vô mình offer mình trả tiền luôn. Có sao, đi vô đó mà tự động vô kêu nó giờ ta trả tiền luôn kìa. Ừ, không biết luôn á. Chị ngoại đây. Sao quả trẻ, anh Phương không có bụng. Chồng mình lại nhờ ký đường vô, giờ bắt đầu ổng sung nè. Người ta nói nhậu vô, người ta hăng còn ổng nè. Rồi ổng nghèo nè. Ủa ba còn đây mà, sao nó vậy? Ba đây mà, sao nó vậy rồi? Không, trên này vô mà sao rồi. Thường ký đường vô rồi đó, đó ta nói, ta nói ta nhậu vô, ta vậy nè hả? Con này không nhậu vô mà quất chừng hai cây kem vô là thấy nè, nè. Kê bay đó. Tới luôn hả anh bắt tay? Tới luôn hả bắt tay?